Ôi thằng Rick ăn vạ vãi lộn mà lại đi chê tao ăn vạ sao. Đi quay MV xong bị người ta chửi, bây giờ nó lại quay sang ăn vạ tao. Ê này thằng Wack, nó thằng nào đốt sách, mày không biết đọc báo hay là mày ngại đọc. Mày đi chê tao là thiếu sách vở mà tao được 20 điểm thi đại học. Thằng không đốt sách vở được đính chính thì sao gọi là vô học hả mày. Thằng không đốt sách với thằng chửi môn hóa thì thằng nào mới vô học hả mày. Thằng không đốt sách với thằng chửi học hè thì thằng nào mới vô học hả mày. Họ không cấm chúng mày vì sợ đốt sách mà sợ chúng mày vào trường đít cả thầy. Chửi tao là bò trong khi tự bản thân của mình lại không biết suy cường mà xem lại. Có mấy chuyện cũ với cả thân bố mẹ chỉ có con bò Rick nó mới thích nhai lại. Thằng Rick xứng đáng được gọi là fan anh mỗi khi lên mạng đưa lại và khóc nhẹ. Rapper cùi bắp được cả diễn viên hài bây giờ kiêm thêm cả công việc khóc thuê. Rick khóc thuê hộ thằng Can, Rick khóc thuê hộ B-Ray, Rick khóc thuê hộ cộng đồng, Rick khóc thuê hộ Việt Rap. Rick giống như là fan anh, Rick thích đi trừ gian diệt ác. Mọi người đều nhất trí quan điểm Rick nên chọn một công việc khác. Bởi vì mày đã nhầm đối tượng, mày nên chọn thằng nào khác để đụng. Ok, bài khóc thuê của mày bạn bè chết mới phát huy tác dụng. Ok, mày chỉ bạn gái chỉ trường học rồi chỉ cả ninja. Ok, chỉ nồi thịt kho chỉ mì tôm chỉ mọi thứ mày đi qua. Cứ vui mồm chỉ hết mọi thứ không cần quan tâm là đúng là sai. Thế là đủ cho mọi người nghe biết cái thằng giống Chí Phèo là ai. Đương nhiên là mày giống như Chí Phèo nhưng chỉ có khác đúng một chỗ. Mặt của Chí Phèo nó là sẹo lồ còn cái mặt Rick là sẹo rỗ.